Cruyff đấu tập với quái thú châu Phi trước màn tái chiến Joshua. Lucien Usain đã liên hệ đấu tập cùng võ sĩ hạng nặng Martin Buckler trước thời điểm anh so găng lần 2 cùng Anthony Joshua. Buckler, người đang tập luyện cùng huấn luyện viên Billy Nelson tại Scotland, cũng đã từng đấu tập với Tyson Fury trước thời điểm nhà vô địch người Anh bảo vệ danh hiệu WBC trong trận đấu với Dylan White vào hồi tháng 4 vừa qua. Lúc này, tay đấm 29 tuổi đến từ Congo đã được chủ nhân danh hiệu WBA, WBO cùng IBF là Oleksandr Usyk mời tham gia phòng tập tại Dubai trước khi ngôi sao người Ukraine tái đấu RC vào ngày 20 tháng 8 tới. Nelson chia sẻ thông tin này cùng Sky Sports. Usyk thực sự đánh giá cao kỹ năng của Buckler. Anh ta từng đấu tập với cậu ấy ở Mỹ trước cuộc thượng đài lần đầu tiên với Joshua, và hiện tại họ muốn Buckler trở lại Dubai để chuẩn bị cho trận đấu RC2. Rõ ràng họ cực kỳ coi trọng cậu ấy. Mới đây, Buckler đã nâng thành tích thi đấu của bản thân lên 18 trận thắng và 1 trận thua sau chiến thắng trước nhà vô địch Olympic 2016 Tony Yoka vào ngày 14 tháng 5. Thất bại duy nhất trong sự nghiệp của võ sĩ người châu Phi là trước Michael Hunter vào năm 2018. Sau chiến thắng ấn tượng nói trên, hiện Buckler đang đứng trước cơ hội so tài của một đối thủ lớn của hạng nặng. Nelson nói về điều này, hiện tại chúng tôi đang đàm phán về nó, hy vọng sẽ có thông tin trong thời gian sớm nhất. Ở trận đấu kế tiếp, Buckler có thể so găng cùng nhà cựu vô địch thế giới Joseph Parker, người vừa ký hợp đồng với công ty Boxer. Parker hiện đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Ring Magazine. Đồng thời, anh đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của WBO và thứ 3 trong danh sách của WBC. Cựu vương người New Zealand vừa trải qua 2 chiến thắng liên tiếp trước Derek Chisora. Nelson cảm thấy vinh dự khi võ sĩ của mình có cơ hội so tài cùng Parker. Chúng tôi sẽ vui vẻ đấu với Parker, đặc biệt nếu đó là trận chiến nhằm tìm ra người thách đấu danh hiệu thế giới. Không có bất cứ vấn đề gì cả, hãy tiến hành nó thôi. Chuyên gia người Scotland tỏ ra hào hứng. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Oleksandr Usyk chê Tyson Fury hèn nhát, cười lớn trước yêu cầu 500 triệu đô. Nhà vô địch WBA, WBO và IBF hạng nặng Oleksandr Usyk cho rằng Tyson Fury không muốn màn so găng tiềm năng giữa cả hai trở thành sự thực. Sau chiến thắng thuyết phục trước Anthony Joshua, Oleksandr Usyk sẽ bước vào nhiệm vụ bảo vệ đai vàng hạng nặng. Với màn đấu tại Ả Rập Xê Út vào ngày 20 tháng 8 tới đây, người giành chiến thắng có thể hướng đến màn thống nhất đai hạng nặng với Tyson Fury, tay đấm đang giữ đai WBC hạng nặng. Chia sẻ trên AFL TV, Usyk cho rằng Fury sợ viễn cảnh phải đối đầu với mình. Với sự giúp đỡ của Chúa, trận thống nhất đai sẽ xảy ra. Fury nói rằng hắn ta không muốn thượng đài đấu với tôi vì tôi không ở cùng đẳng cấp với hắn. Thật ra là bởi hắn sợ tôi mà thôi. Được biết, Fury từng tuyên bố chỉ rút lại việc giải nghệ nếu nhận thù lao 500 triệu đô. Phản ứng trước mong muốn của gã hề, tay đấm người Ukraine cười lớn. Hắn ta đùa chắc, 500 triệu đô, ai sẽ mang đến cho hắn ta 500 triệu đô? Tôi cũng muốn con số đó, rồi sao nữa? Hiện tại, Usyk đang ở vị trí cửa trên trước thềm trận tái đấu với Joshua. Fury cũng nhận định tay đấm đồng hương khó lòng thay đổi kết quả tại Ả Rập Xê Út sắp tới. Tôi nghĩ Usyk là một tay đấm quá xuất sắc đối với AJ. Tôi không nghĩ AJ có khả năng gây áp lực cho Usyk trong vòng 12 hiệp đấu, kéo cậu ta vào một trận dogfight và hạ knockout. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Usyk tuyên bố không tin vào Tyson Fury. Oleksandr Usyk đã nhận xét về quyết định giải nghệ của Tyson Fury, đồng thời cập nhật trận tái đấu với Anthony Joshua. Usyk là chủ nhân của 3 danh hiệu lớn IBF, WBA cùng WBO hạng nặng. Anh đã rời xa quê hương Ukraine và đang tập luyện nhằm chuẩn bị cho màn tái đấu với Joshua vào mùa hè. Theo dự kiến, cuộc thượng đài này sẽ diễn ra tại London vào cuối tháng 7. Các chuyên gia cũng như những người hâm mộ đều đặt kỳ vọng về người thắng trong trận giữa Usyk và Joshua 2 sẽ thống nhất các danh hiệu cùng Fury vào cuối năm.
nhưng vua Gibside khiến tất cả cảm thấy thất vọng khi tuyên bố giải nghệ sau khi đánh bại Dylan White vào tháng trước. Dù nhiều lần lặp lại ý định treo găng, nhưng tay đấm bất bại thành Manchester vẫn không loại trừ khả năng đối đầu với ngôi sao UFC Francis Ngannou vào năm 2023. Đây sẽ là một màn giao lưu khác giữa quyền Anh và MMA sau trận đấu đáng chú ý giữa Floyd Mayweather cùng Conor McGregor vào năm 2017. Dù vậy, Usyk cho rằng trận chiến thống nhất danh hiệu boxing hạng nặng vẫn sẽ diễn ra. Khi được hỏi liệu bản thân có tin Fury sẽ giải nghệ hay không, nhà vô địch người Ukraine cười và phát biểu trên blog Party YouTube Show: "Không, tôi không tin vào Fury." Vào tháng 9 năm ngoái, mèo Oleg đã đánh bại Joshua để sở hữu những danh hiệu quý giá trong tay cựu vương người Anh. Dù đang bị phân tâm bởi cuộc chiến tranh tại quê nhà, nhưng Usyk cho biết anh muốn xem nó như một động lực để đối mặt với Ozzy lần 2. "Có lẽ những ai xem trận đấu sắp tới sẽ cho rằng tôi là một kẻ điên rồ. Thậm chí bạn bè và đồng nghiệp còn gọi tôi là ngài băng giá vì tôi có thể lờ đi mọi thứ tại Ukraine. Tất nhiên, những gì đang diễn ra tại quê hương sẽ tạo động lực cho tôi trong phòng tập và cả trong trận đấu chính thức. Bởi vì với tôi, đó là một cách khác để khiến mọi người hạnh phúc hơn, những người đang ở Ukraine." Cập nhật về thời điểm công bố cuộc tái đấu với Joshua, Usyk cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang hướng đến một sao kèo và mọi thứ có vẻ ổn khi chúng tôi ký hợp đồng trong thời gian sớm nhất. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, tôi sẽ chọn được ngày thi đấu chính xác." Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Cuộc chiến ở Ukraine ảnh hưởng thế nào đến Usyk? Cách đây vài tháng, nhà vô địch WBA, WBO cùng IBF hạng nặng Oleksandr Usyk đã trở về quê hương để giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Thực tế, võ sĩ 35 tuổi đã gia nhập một tiểu đội phòng vệ của đất nước Đông Âu khi trở lại quê nhà. Nhưng sau đó, anh được Bộ Quốc phòng cho phép rời Ukraine để tập luyện và chuẩn bị cho trận tái đấu cùng Anthony Joshua. Usyk đã rất nỗ lực trong chiến thắng với Ozzy vào tháng 9 năm ngoái tại London. Mèo Oleg áp đảo đối thủ nước chủ nhà trong suốt 12 hiệp đấu, qua đó giành được thắng lợi tính điểm và trở thành nhà vô địch thế giới người Ukraine tiếp theo ở hạng nặng. Đầu tuần này, thời gian cùng địa điểm Usyk và Joshua so găng lần 2 đã được công bố. Theo đó, hai ngôi sao tài năng bậc nhất của sàn đấu trên 90kg sẽ tái đấu tại Jeddah, một thành phố lớn của Ả Rập Xê Út. Sau khi ra mắt truyền thông, Usyk đã được hỏi rằng liệu cuộc chiến ở Ukraine có phải là một sự thúc đẩy để bản thân giành chiến thắng hay không. Boxing Screen dẫn lại câu trả lời của tay đấm bất bại sinh năm 1987. "Bạn bè và những người thân của tôi, họ đã thiệt mạng trong chiến tranh. Khi mà rất nhiều người phải chịu đựng nỗi đau đó, tôi không nghĩ rằng nó tạo ra bất cứ hiệu quả tích cực nào. Tôi đã ở đó trong một tháng và tận mắt chứng kiến những gì xảy ra. Tên lửa và máy bay phản lực đầy trời, thật kinh khủng." Trong khi đó, Joshua cũng gửi lời động viên đến Usyk cùng đất nước Ukraine. "Ozzy là bạn thân của huyền thoại Vladimir Klitschko, người vẫn đang tham chiến tại quê hương để chống lại quân đội nước láng giềng. Thật đáng khen ngợi với Usyk, anh em nhà Klitschko và những người dân Ukraine. Tôi biết mọi thứ rất khó khăn, nhưng nó sẽ không kéo dài. Các bạn hãy kiên trì, cả thế giới đang dõi theo và ủng hộ các bạn. Bất cứ ai từng vượt qua những thời điểm khó khăn sẽ luôn đứng về phía họ, đặc biệt là những người dân Ukraine trực tiếp đối mặt với cuộc chiến vào lúc này." Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.